Xin chào các bác ạ, hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác cách lắp đặt bộ cảm biến áp suất lốp K12 van ngoài được cung cấp bởi shop Đăng Phương Auto, thương hiệu kinh Auto. Việc đầu tiên chúng ta sẽ tháo cái đầu van của xe ra. Tiếp theo thì với bộ lắp đặt thì bên em sẽ gửi những con ốc như thế này. Chúng ta sẽ xoáy vào bên trong. Chúng ta xoáy hết vào bên trong ạ. Khi chúng ta đã xoáy vào trong rồi thì bước tiếp theo là chúng ta sẽ lấy đầu van cảm biến van ngoài, chúng ta xoáy vào ạ. Khi chúng ta xoáy kịch tay rồi, mạnh tay rồi thì chúng ta sẽ xoáy ngược con ốc này trở lại để giữ đầu van ạ. Với bộ này thì bên em sẽ gửi kèm theo một cà lê để chúng ta siết đầu van ạ. Đấy ạ. Khi chúng ta xoáy xong thì trên màn hình hiển thị sẽ hiển thị thông số lốp đây ạ. Và những lốp tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ làm như vậy ạ. Đấy ạ. Đây cũng sẽ là một trong những cái vấn đề mà màn hình hiển thị đây ạ. 1 cân 4 thì những lốp này đang là lốp yếu, không đủ cân thì chúng ta màn hình sẽ hiển thị đấy, nháy và kêu tít thì để chúng ta biết được là cảm biến đang cảnh báo việc áp lốp nào đang bị lon yếu hơi ạ. Các bác cần hỗ trợ tư vấn sản phẩm hoặc là tư vấn lắp đặt thì có thể để lại thông tin. Bên em sẽ có nhân viên hướng dẫn. Em xin cảm ơn ạ.